Dù nằm trong top 10 dòng xe bán chạy nhất ASEAN năm 2020, tuy nhiên mẫu xe Isuzu D-Max lại ế ẩm và thất bại ở tại thị trường Việt Nam. Kết thúc năm 2020 chỉ có 188 chiếc Isuzu D-Max được bán ra. Doanh số bán hàng này không bằng số lẻ của đối thủ Ford Ranger với tổng doanh số là 13.291 xe. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem Isuzu D-Max 2021 có những điểm gì nổi bật và thay đổi so với phiên bản cũ. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Xét về mức giá bán, Isuzu D-Max 2021 được phân phối với 3 phiên bản, lần lượt với phiên bản số sàn là 630 triệu đồng, số tự động 1 cầu là 650 triệu đồng và số tự động 2 cầu là 850 triệu đồng. Như vậy, nếu như so sánh với các đối thủ, mức giá bán này tôi cho rằng không phải là rẻ. Chính vì thế mà với mức giá bán trên, Isuzu D-Max có thể sẽ còn tiếp nối sự khó khăn chật vật ở tại thị trường Việt Nam. Giới chuyên gia đánh giá rằng đây là lần thay đổi mạnh mẽ nhất của mẫu xe bán tải này sau 8 năm. Chính vì vậy mà D-Max 2021 sở hữu một kích thước tổng thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, lần lượt là 5.265mm, 1.870mm và 1.790mm. Với những con số trên, phiên bản mới dường như đang ngắn hơn khoảng 30mm so với phiên bản cũ, rộng hơn khoảng 10mm và thấp hơn khoảng 5mm. Trục cơ sở đạt 3.125mm, dài hơn so với phiên bản cũ khoảng 30mm. Với phần trục cơ sở được kéo dài và phần chiều rộng được tăng lên khoảng 10mm, điều này sẽ giúp cho phiên bản mới sẽ có được không gian rất rộng rãi và thông thoáng. Xét về phong cách thiết kế ở toàn bộ phần ngoại thất xe thì tôi cho rằng D-Max 2021 đã thực sự được các kỹ sư thiết kế của hãng trau chuốt và để tâm tới những sự thay đổi của thị trường rất là nhiều. Phong cách trần trụi, thực dụng, thiếu sáng tạo gần như là nó đã bị lột sạch ở trên phiên bản mới. Và dĩ nhiên chúng ta đã có một chiếc D-Max làm hài lòng được tất cả những người bảo thủ ít muốn thay đổi và dĩ nhiên cả những người mới tiếp cận với chiếc xe này nữa. Không còn bóng đèn halogen, hệ thống chiếu sáng chính giờ đây đã chuyển sang hẳn sử dụng dạng bi LED, đèn sương mù cũng được sử dụng dạng LED. Còn lại phần phía đuôi sau cũng vậy, cụm đèn hậu được thiết kế lại với họa tiết đẹp mắt và cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với đời cũ. Bên cạnh đó, những thứ thừa thãi cũng gần như bị lược bỏ hoàn toàn. Chính vì thế mà chúng ta mới có một cái phần cản sau có thiết kế kiểu dáng đẹp mắt và gọn gàng hơn đời cũ rất là nhiều. Bước vào bên trong khoang nội thất xe, D-Max 2021 tiếp tục gây nên cho người xem cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bất ngờ là vì nó thay đổi gần như 360 độ, không còn những cái cho tàn của thiết kế cũ. Tuy vậy thì tôi cho rằng đó là so với phiên bản cũ thôi. Còn nếu như so sánh với các đối thủ thì D-Max vẫn lép vế và yếu về khâu thiết kế sản phẩm. Những trang bị nổi bật ở phần phía bên trong khoang nội thất phải kể tới như là phần màn hình thông tin giải trí 9 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, dàn âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió sau. Cụm đồng hồ táp lô vẫn được sử dụng dạng analog bán điện tử, tuy vậy thì trông nó cũng đã hài hòa hơn so với thiết kế cũ. Rồi cái phần vô lăng cũng vậy, trông cũng rất hiện đại và mang nhiều cái sự cố gắng của nhà sản xuất. Thay đổi nội ngoại thất bao nhiêu thì phần trang bị lại thiếu sót bấy nhiêu. Không có gói an toàn nào giống như Toyota Hilux và Mitsubishi. Không có những sự nổi bật về công nghệ như Ford Ranger. D-Max 2021 chỉ dừng lại ở những trang bị cơ bản như ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khẩy ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc. Bản cao nhất thì có 7 túi khí. Bên cạnh đó, xe vẫn chỉ được trang bị khối động cơ 1.9 lít cho ra tổng công suất là 148 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm mà thôi. Vô lăng, trợ lực dầu, những con số đó để so sánh với các đối thủ thì tôi dám khẳng định như đinh đóng cột rằng D-Max 2021 gần như không có cửa tồn tại ở tại thị trường Việt Nam. Chính vì lẽ vậy mà đừng quá mong chờ vào một cái câu chuyện cổ tích ở nơi đây. Nếu ở thị trường Thái Lan, D-Max có phiên bản sử dụng động cơ 3.0 lít sản sinh ra khoảng 190 mã lực, tại sao hãng xe Nhật Bản lại không đưa về Việt Nam? Chứng tỏ một điều rằng Isuzu không hề mặn mà với thị trường trong nước, nơi mà Ranger đã được coi là ông vua từ rất lâu rồi. Trong khi đó thì Toyota Hilux và Mitsubishi Triton còn đang rất chật vật và xoay sở. Vừa rồi là bài phân tích của Auto Việt Nam về chủ đề Isuzu D-Max 2021 ra mắt phiên bản mới ở tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.